Anh em đến với kênh Phương Phong Phú của mình nhá. Thì hôm nay mình đi vào hội chợ thương mại của huyện Hải Hậu này. Mọi người cùng mình đi chơi nhá. Thì bước vào hội chợ ngày đầu tiên thì mình cảm thấy là không khí rất là náo nhiệt, rất là đông các loại mặt hàng. Thì được tổ chức mình thấy là như là vào ngày 28 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2019 này mình cảm thấy. Ở đây có rất là nhiều các loại mặt hàng về thời trang và đồ dùng gia đình. Thì quần áo ở đây mình thấy cũng rất là đẹp, đa dạng. Còn các đồ dùng gia đình thì mình thấy rất là nhiều, tất cả các loại mẫu đều có. Có rất nhiều các loại đồ ăn, đồ uống, rồi giày, dép, rồi là các vật dụng như kiểu là nồi niêu xoong chảo, xong rồi ấm, rồi các thứ rất là nhiều, đa dạng cho mọi người. Nói chung là vào đây thì thau mà thoải mái lựa chọn những cái đồ dùng phù hợp cho gia đình nhà mình. Quần áo ở đây thì mình thấy bán giá rất là rẻ, 100.000 ba chiếc hoặc là 100.000 bốn chiếc, hoặc là tất cả các loại sản phẩm khác đồng giá thì đều 39.000 trên một sản phẩm, đều như nhau hết. Mình nên là mọi người thoải mái lựa chọn luôn. Đây là vì thắc lưng của các bạn nam. Đây là một gian hàng, một đống giày đây. Đây là đồ chơi của các bạn nhỏ, của các trẻ em rất là nhiều. Quần áo thì 100.000 ba chiếc, đã hàng rồi, siêu rẻ. Mọi người đến lựa chọn mua sắm rất là nhiều. Các loại mặt hàng chỉ 39.000 đồng. Xong rồi bát đĩa chặt rồi, những cái đồ dùng trong gia đình nhà mình hay dùng. Toàn bộ khu hàng chỗ này giảm giá là chỉ còn 39.000 trên một sản phẩm thôi. Tất cả các loại sản phẩm đều như nhau, 39.000. Ở đây còn bán các loại thuốc này, thuốc Tây, thuốc Nam, rồi thuốc ta này. Đồ ăn thì ở đây nhìn rất là nhiều những cái loại ô mai, rồi là nho, rồi các thứ nhiều lắm mọi người ạ. Đây là gian hàng thực phẩm đồ ăn đây. Đồ ăn là những đồ ăn người ta làm sẵn rồi, nhìn rất là bắt mắt mà không biết là ăn có ngon hay không. Chỉ buồn cười một cái câu là nhanh thì còn mà chậm thì vào Sài Gòn mà mua. Cũng là quảng cáo nghe rất là hay luôn. Có rất là nhiều thắt lưng của các bạn nam này, túi sách này, đầy đủ chủng loại luôn. Đây còn gian hàng bên này thì là một gian kính dành cho các bạn hot boy hot girl này. Bên này thì các loại thuốc nhiều, các loại thuốc của đông y. Mọi người đến đây mua sắm rất là đông, không khí diễn ra rất là sôi nổi. Quần áo, giày dép bán khá là đa dạng và phong phú. Đồ ăn ở đây thì nói là vào đây chỉ có gọi là nuốt hết nước bọt rồi. Rồi vàng bạc cái thứ gì này cũng gọi là hoa hết cả mắt lên. Toàn vàng 4.9 với 5.9 không rồi. Các bạn trẻ cũng vào đây có thể chơi trò phi tiêu để lấy gấu này.
này thì bán các đồ dùng cho gia đình, mâm xong chẳng inox rồi các thứ này. Rất là nhiều luôn. Đây bên gian hàng bên này thì toàn là bát đĩa, bát đĩa với lại đổ má rộng, đồng giá chỉ 39.000 trên một sản phẩm. Đây bên này thì bán lục bình rồi những cái bức tượng được điêu khắc bằng gỗ này, rất là đẹp. Bên này các loại đồ đồng rồi là bình rồi là thứ này cũng được trưng bày bày bán tại hội chợ này. Quần áo rồi các thứ không thiếu một cái gì cả. Dao dùng rồi là tô vít cờ nê mỏ nết rồi là các đồ cũ ở đây người ta cũng bán nhiều, nhưng mà toàn đồ hàng bãi. Đặt đầu tôi luôn đây, đi bài bả chưa? Ở đây cũng bán các loại mặt hàng thuốc xoa bóp rồi thuốc viêm khớp, viêm xoang rồi sổ mũi các thứ có tất rồi. Các bạn vừa cùng với mình đi tham quan hết một vòng hội chợ của huyện Hồng Hậu đấy, thì bây giờ cũng muộn rồi, thì bây giờ mình xin dừng video đây thôi và chuẩn bị đi về thôi. Chào mọi người nhé.